Thưa quý vị và các bạn, SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Đoàn thể thao Việt Nam đã đoạt nhất toàn đoàn, giành được 445 huy chương các loại, trong đó có 205 huy chương vàng. Góp phần vào thành tích chung đó có sự đóng góp của các vận động viên người Hưng Yên và cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Phú Hiến. Ở môn ủ xu, nội dung Sanda, vận động viên Trương Văn Trưởng quê ở xã Văn Duệ, huyện Ân Thi đã xuất sắc đánh bại vận động viên người Thái Lan để giành huy chương vàng hạng cân 65kg. Vận động viên Lưu Văn Nam quê ở xã Sông Mai, huyện Kim Động giành huy chương bạc môn pencastilat, nội dung biểu diễn quyền hạng cân 55kg. Môn bắn cung, nữ cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt quê xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm cùng với hai vận động viên Hà Thị Ngọc và Nguyễn Thị Thanh Nhi đã giành huy chương bạc nội dung đồng đội cung một giây nữ. Môn bóng đá nam, hai cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Phú Hiến là Lê Văn Đô và Huỳnh Công Đến thi đấu ấn tượng, góp công vào thành tích giành huy chương vàng ở đội tuyển U23 Việt Nam.